Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay trở lại với tựa game là Pet Simulator ha. Thì cái tựa game này vừa cập nhật một phiên bản mới có tên là Candy. Đây là phiên bản update thứ tư của tựa game này rồi. Thì trong phiên bản này á, ở trên không gian á, trên mặt trăng chúng ta sẽ có một khu vực mới gọi là Candy Arena ha. Một khu vực kẹo các bạn. Và nó sẽ có một cái con pet mới là ở Tier 15. Wow, rất là hào hứng ha. Rồi ở đây chúng ta có thêm một cái gì nè, một cái đồ 2.19 robot. Cái gì nhiều vậy ba? Thì nó sẽ có là Get Any Pet, nó sẽ có tỷ lệ ra bất kỳ con pet nào ở trong tựa game này luôn. Có thể là con pet siêu hiếm, cũng có thể là con pet cùi ha. Với cái giá là 219 Robux. Holy moly. Thôi tốn tiền quá không mua đâu. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi lên mặt trăng để chúng ta có thể mở cánh cổng đi qua khu vực kẹo ha các bạn ha. Và nó có một cái nữa là Default Equip Slot gì đó các kiểu. Thì mình không biết đó là cái gì. Nó nói là mình có thể mở ra được những cái slot như thế này nè, một cách ngẫu nhiên và miễn phí gì đó, không biết luôn. Chắc đó dành cho người mới khi mới son vào game hay sao đó, không biết. Hiện tại như các bạn thấy thì con bếp mình đang sử dụng 7 con ha. Và 7 con này đều là con bếp Saturn hết, tức là sao thổ ha. Có 4 con bếp mình đã hóa vàng rồi, tức là 4 con Saturn nè các bạn thấy không. Cái tốc độ đào siêu nhanh luôn, 35.000 Max Gold nha các bạn, tức là 10 con giống nhau chúng ta sẽ cho ra một con bếp Gold. Thì mình Max Gold nó xong thì nó có cái tốc độ là 35.000, đào siêu nhanh siêu lẹ luôn. Tuy chớ các bạn. Cũng như là số tiền là 11.988 ở cái cấp 300 khi mình đã nâng max chỉ số ha. Thì thật ra cái chỉ số này nó cũng ở tầm trung thôi. Bởi vì có một cái con pet nó xịn hơn rất là nhiều. Cái con pet này nè. Ok, mình sẽ tắt cái khung tên bên đây ha. Cái con pet Tier 14, cái con pet nào tiền nhiều lắm. Đâu rồi? À đây. Cái con pet này là Reviews các bạn. Reviews thì cái tiền nó khá là nhiều ha. Khi bạn max gold nó lên tới 36-38 ngàn gì đó. Nhưng mà cái tốc độ đào khá là chậm. Thì cái này cũng là một lợi thế cho bạn muốn kiếm nhiều tiền ha. Bởi vì trong tựa game này cái con pet nào càng nhiều tiền thì khi các bạn tập trung đào một cái rương á, cái tiền nó sẽ nhiều theo ha. Còn có một số con thì ở mức trung bình thôi, như là những cái con như là con cú nữa các bạn, mức trung bình ha. Mà những cái con này thì không max gold được nó cũng khá là buồn. Hoặc là bạn xài những cái con gấu hay là cái con size lớp này nè, xài 7 con hoặc xài 3 con nó cũng khá là nhanh nữa các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng lên mặt trăng nha. Oh my god, ở trên đây không có gì hết vậy. À đây. Thì đây là cái tier mới mình muốn cho các bạn coi là tier 15. Wow, 2.375.000 tiền muốn coi nha, cho một cái con pet tier 15. Và hiện tại trong video trước mình đã mua game pass nhân 3 rồi, 2.400 Robux. Cho nên khi mình mở một con pet thì nó sẽ cho mình 3 con. Cũng khá là lợi đúng không các bạn? Để giúp mình có thể max gold những con pet nó dễ dàng hơn. Thì đây, đây là khu vực Candyland đây. 800.000 muôn coi các bạn, còn hai khu vực này sẽ đến sớm thôi và nó sẽ là một cái vùng đất gì đó khác ha. Và rất cảm ơn các bạn đã comment trong video sáng nay của mình là cái việc mà từ game này update ha. Và nhất là bé May nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ mở khu vực này ha, muôn coi các bạn. 800.000 muôn coi. Tan tan tan. Project successful. Mình đã thành công rồi các bạn. Oh. Đẹp nha. Bên đây thực sự nó cũng không khác gì bên kia, chỉ màu sắc hơn mà ở bên trên này nè, nó có những cái kẹo trang trí thôi. Ghê ta. Để coi những cái tiền này bao nhiêu. Một cái moon coin màu sắc luôn các bạn ơi, màu xanh ha. 2 triệu mấy. Ồ, cũng nhanh vậy. Cũng không chậm lắm. 2 triệu mấy các bạn thấy không? Những cái con Dark Saturn này á, con Dark Saturn luôn thì nó sẽ cho chúng ta cái tốc độ rất là lẹ. Cái này bao nhiêu tiền? Ồ, cũng khoảng 100 ngàn các bạn ơi, không nhiều lắm. Và hình như trong đây có một cái rương 30 triệu nữa, nhưng mà thường server thường nó không có. Bởi vì server thường thì nó nhiều người chơi á, cho nên sẽ không xuất hiện những cái rương ha. Có một cái rương 30 triệu nữa, hồi nãy mình vào server VIP mình có thấy. Nó một cái rương màu tím như bên đây nè các bạn, nhưng mà nó tới giá trị là 30 triệu ha. Còn bên đây thì 12 triệu. Đây, cái rương này 12 triệu. Khá là nhanh. Đây mình cho bạn coi tốc độ đào của 4 con pet Gold Saturn ha, và 3 con pet Dark Saturn. Cái gì vậy mấy thanh niên này? Một cái rương là khoảng 13 triệu, 14 triệu gì đó. Và 3 con pet còn lại như mình nói là Dark Saturn các bạn, có cái tiền là 8.000 mấy và tốc độ đào tới 9.000 mấy ha. Và con này max Gold được luôn. Là khi các bạn mà max gold thì số tiền lên tới 24.000. Cho nên như vậy mà không xài con Saturn này, các bạn có thể xài con Dark Saturn nếu bạn có. Thì max gold cái tốc độ lên tới 27.000 mấy. What the hell, cái thanh niên này cứ chui chui làm gì? Bên kia không lấy. Trời ơi. Đấy, nhưng mà dù sao bạn thấy là những cái combat này cũng khá là nhanh đúng không? Cái tiền nó rút khá là nhiều. Khoảng 1 triệu cái sức chứa của rương thì tốn khoảng 10 mấy giây thôi. Đây tụt khá là nhanh ha. Và mỗi cái rương này bây giờ là khoảng mình đào nha, với những con pet như thế này thì khoảng là mấy trăm ngàn á, 200 ngàn. Mình đã review xong khu vực kẹo ha, bây giờ mình sẽ đi về đây để mình mở những con pet Tier 15 cho bạn coi. Slot mình đang có là 78, mình còn khoảng 22 slot nữa, tức là mình mở khoảng 7 lần ha. Ok, vừa đủ tiền luôn.
Bây giờ mình sẽ mở lần lượt những con Master 15 cho bạn coi lần đầu tiên. Được 3 con nha các bạn. Ồ, cái trứng khá là đẹp ha. Candy Can, mình có một cái kẹo que các bạn. Để mình coi cái công năng của nó nè. Đâu rồi? Wow, con Candy Can này mình make gold được cái số tiền khá là nhiều luôn. Số tiền tới 13.000 và tốc độ đào là 5.000. Như vậy khi make gold thì nó lên 40.000 tiền nha. Wow, holy. Căng vậy, 40.000 tiền và tốc độ đào của nó là 15.000, cũng khá là nhanh nha. Kìa đấy. Mở tiếp trứng thứ hai nè. Candy Corn, tức là kẹo bắp à. Đâu rồi? Kẹo bắp thì cái tốc độ khá là nhanh. Tốc độ khi mình make gold lên tới 33.000 mấy. Tiền là 18.000, cũng khá là nhiều ha. Nói chung thì Sire 15 nó sẽ xịn hơn Sire 14 rồi. Wow, ngon lành. Và mình mỗi thứ đều có 3 con nha các bạn. Lần thứ 3 nào. Green Gummy Bear. Wow, toàn là kẹo không à. Cái này kẹo dẻo các bạn. Cái con này thì tốc độ siêu lẹ luôn. Tốc độ khi make gold lên tới 40 mấy ngàn. Tiền là 18 ngàn. Mặc dù độ hiếm nó chỉ có 3 sao thôi. Ok. Tiếp theo. Candy Corn nữa. Cái đó coi. Mình còn mở khoảng một lần nữa các bạn. Red Lollipop. Red Lollipop là con gì đây? Kẹo mút à. Tiền siêu nhiều luôn, 18.000. Tốc độ đào chỉ có 3.000 thôi, nó hơi chậm chút xíu. Nãy giờ hầu như là chỉ có con 3 sao thôi, không có con nào 4 sao cả. Như đây. Rồi Red Lollipop luôn, holy. Căng thẳng. Tính ra những con Master 15 mà mình mở được thì mình thấy cái con là Candy Corn này khá là xịn nè các bạn. Nó mạnh hơn cái con Saturn của mình luôn. Lúc mà mình make gold nha. Cũng như là cái con Candy Can này cũng được. Mình suy nghĩ lại rồi thì khi mà mình make gold thì mình sẽ make gold cái con Green Gummy Bear này ha. Tiền lên 18.000 và cái tốc độ đào lên 40 mấy ngàn. Khủng khiếp chưa. Ok thì bây giờ có lẽ mình sẽ giveaway một số con Better 14 cho những cái bạn người Việt Nam ở trong server này nhé. Để coi. Better 14 thôi vì Better 15 nó mới ra cho nên mình vẫn cần thời gian để mình có thể cày các bạn. Cày để mình make gold ha. Khi make gold xong thì mình có thể trade những bạn khác. Tức là mình đã đạt được mục tiêu của mình rồi. 3 con Better 14 cho bạn đầu tiên. Trade những con sai lớp các bạn, những con sai lớp hoặc những con gấu á thì cày cũng khá là nhanh. Bởi vì tiền nó tới 11.000 ha. Ok, con cú nè, con cú hoặc con sai lớp cũng được. Con gấu nữa. Đây, mọi thứ một con ha và những con này đều là thêm 14 hết. Em này trade chưa ta? Em này trade rồi, không trade nữa nha. Những người mà trade rồi mình chỉ trade một lần thôi các bạn. Ok thì đó là review của phiên bản lần này các bạn ha. Một khu vực mới là Candy Arena và có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây và hy vọng bạn sẽ thích video này. Đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.